Lần đồn 3D con nào không có. Thì là hai cái app còn kiểu gì với nhau. Đấy, thế chị không phải bê vào đâu. Chị bật điện em cái phòng này đấy. Ở bên phải có ổ đấy. À, ở bên phải có cái đi vào phòng thì bên phải. Chị thử cho mức nước thấp đi ạ. Vâng, đó đúng rồi ạ. Phải chạy quá êm. Con này có chu được cầm không? Bạn vào vào cái bàn cái gầm. Qua cái gầm. Con này có chu được cầm không? Muốn thay cái thảm nữa. Con này có chu được cầm không? Có đấy. Vừa nãy em thấy nó vào đấy. Nhưng mà hello, cái này hơi thấp. Con này cho nó chu xuống gầm đấy. Lúc về nó sẽ ổn. Hơi thấp. Nó chui được không? Thế cái này thì mình phải gọi cái đồ này ra. Bây giờ vẫn chui được gầm này thôi. Gầm này chắc không chui được đâu. Thấp. Chắc không chui được à? Không chui được á? Nồng khăn. Nồng khăn. Con ơi, cho bạn đi làm con ơi. Con này, lên giường con đi. Ơi ơi, lên giường này, hẹn cho bạn là có. Đấy, như bình thường nhá, mình thích cái áo là dưới như thế này nhá.